Kính thưa quý khán thính giả, phong trào ký kiến nghị sửa đổi hiến pháp trong nước đã lên đến cao điểm qua sự vận động rộng rãi cùng khắp giữa các tầng lớp dân chúng. Đối lại, Đảng và Nhà nước Cộng sản đồng thời ra sức phản công với xúc phát điểm từ những giới chức cao cấp của quân đội, công an và những cán bộ Trung ương Đảng phụ trách lĩnh vực tuyên hướng tư tưởng. Tướng Công an Tô Lâm vừa có bài viết bình luận cho tính đảng, của quân đội trong bối cảnh có nhiều ý kiến đòi tách quân đội ra khỏi đảng trong phạm vi các cuộc tranh luận về sửa đổi hiến pháp. Để biện luận cho lý luận chống lại việc phi chính trị hóa trong quân đội, nội dung bài viết của tiến sĩ Tô Lâm có những điểm chính như sau. Thứ nhất, đảng lãnh đạo quân đội mới mạnh. Thứ hai là sự trung thành tuyệt đối của quân đội và công an đối với đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ ba là bạo lực cách mạng thì phải kết hợp quân sự với chính trị, do đó đảng Cộng sản phải lãnh đạo lực lượng vũ trang. Cuối cùng, ông Tương này lại kết luận, lực lượng vũ trang Việt Nam có vai trò vô cùng quan trọng, là phải bảo vệ đán, rồi cuối cùng mới là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Sau khi bài viết được công bố, nhiều người đã ngạc nhiên lẫn thất vọng. Ngạc nhiên là tại làm sao mà một cơ quan đầu não của một quốc gia lại có một lý luận ra kiểu như vậy, thất vọng vì một người mang học hàm tiến sĩ, sao lại biết nói bậy và vẫn nói, biết nói sai và vẫn cô cải. Kính thưa quý vị, luận điểm thứ nhất của ông Long đã sai ngay từ lúc đầu, vì từ xa xưa khi đất nước Việt Nam chưa có Đảng Cộng sản, nhân dân Việt Nam vẫn chiến thắng nhiều lần quân xâm lăng phương Bắc. Như vậy lúc ấy lực lượng vũ trang Việt Nam có cần cái gọi là sự lãnh đạo của đảng hay không? Thứ hai, ông Long học cao đến như thế mà những điều căn bản là chế độ lại nhất thời nhân dân mới là vĩnh cửu. Một khi ông cương quyết bảo rằng quân đội phải đặt đảng lên trên dân tộc, thì khi đó chế độ đang dung dường không ít những người đã gây hại cho đất nước vì giúp hoặc tham ô. Sao ông không chịu khó nhìn về đời sống của đại gia số dân chúng ở Việt Nam? Rồi hãy nhìn lại những đồng chí trung ương của ông Thì ông sẽ thấy ra rằng ai đang được bảo vệ Ai phải chịu sự phán xét của luật pháp quốc gia Trừ khi tính đảng trong ông đã lên đến cao độ Khiến ông đánh mất cả chi khôn Và có lẽ ngày nay sự sáng suốt Cùng trí thông minh của tiến sĩ Tô Lâm Đã bị tàu hoại nhập ma Vì mớ bòng mong lý thuyết vô sản Một khi ông nhất quyết đòi dùng quân đội như một công cụ bạo lực để bảo đảm thực hiện chuyên chính vô sản, trong khi lý thuyết vô sản ấy đã là cáo chung ở chính nơi khai sinh ra nó. Vậy luận điểm thứ ba của ông là luận điểm của một người đang mang bệnh hoan tưởng, thậm chí tâm thần, vì chính những đồng chí của ông trong chế độ này đang là những người hữu sáng một cách kinh hồn, và cuối cùng bài viết của tô lâm hầu như không đếm xỉa đến thực tiễn đấy là khi ông đề cập đến sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại nga đông âu và cuộc cách mạng mùa xuân ở trung đông bởi sự thật hiển nhiên là quốc gia rơi vào thảm cảnh hỗn loạn đẫm máu một khi quân đội làm công cụ bạo lực cho những độc tài như Saddam Hussein Gaddafi Ben Ali và chỉ khi nào quân đội đứng về phía nhân dân thì cuộc cách mạng mới có thể nói là thành tựu như lòng dân mơ ước bởi quân đội luôn mang tính vị cửu của toàn dân. Và ngày nay, chính phủ của các nước văn minh luôn luôn là phi chính trị hóa trong quân đội. Nếu tiến sĩ Tô Lâm không biết những điều này, thì đó chính là một cách ngây thơ, một cách cố ý. Kính thưa quý vị, từ những ngày đầu 1945, ông Hồ Chí Minh đã đặc định và hô hào rằng quân đội là từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phải chiến đấu, vì nhân dân phục vụ vậy mà hôm nay ông tiến sĩ tô lâm và các đồng chí của ông lại kiên quyết mang tính đảng và quân đội và lại khẳng định rằng quân đội phải bảo vệ đảng trước tiên thì có khác gì để chửi thẳng vào mặt ông hồ chí minh rằng hồ chí minh bác là một tổ sư nói dối xin cảm biệt kính chào quý vị